All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every best that I am able. Oh, I. Hello, xin chào các bạn. Đây là một cái video mình sẽ nghĩ là rất là tuyệt vời khi mình giới thiệu bạn một cái bài hát vô cùng là hay. Bài hát này là bài Goodness of God. Bài Goodness of God. Thì đây mình sẽ nối âm từ Goodness of God. Thì bài này nó có nghĩa là sự tốt lành của Đức Trời. Sự tốt lành của Đức Trời hay là sự tuyệt vời. Hay là sự tuyệt vời của Đức Trời hay là sự mầu nhiệm của Đức Trời. Ta thể dịch như vậy, mà ta thường quen với nghĩa là cái từ này là good, là tốt, thì nó dịch là sự tốt lành của Đức Chúa Trời hay sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Thì bài này cũng đã dịch bài này cũng đã được dịch tiếng Việt rồi, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn chơi cái bài này, mình sẽ không hướng dẫn lời tiếng Việt, bởi vì lời tiếng Việt đối với mình ấy, nó không phù hợp cho lắm, mình không thích cái lời dịch đó. Lo dịch cũng sát sao rồi, cũng 80-90% rồi, nhưng mà mình không thích lắm, vì với lại thì mình quen tiếng Anh hơn, nghe tiếng Anh, bởi vì mình nghĩ là những cái từ mới trong tiếng Anh của cái bài này nó không có gì khó cả. Bài này về cái từ mới, từ ngữ của nó rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu, không có từ nào khó ở đây cả. Không có như từ, không có như cái bài Broken Vessel của Hillsong, bài này rất là dễ thôi. Hay là bài Encore của Hillsong, bài này nó rất là dễ, nó rất là dễ về mặt từ ngữ, nó không có gì cả về mặt từ ngữ cả. Các bạn học tiếng Anh cơ bản, các bạn có thể dịch cái bài này. Bài này thì trước khi mình dạy các bạn chơi cái bài này thì mình nói với bạn là bài này rất là dễ nhưng mà cũng sẽ rất là khó với những người không hiểu nó. Bài này mang một cái ý nghĩa, đó là công bố sự tốt lành của Đức Chúa Trời trên đời sống của một ai đó, của một người nào đó, của một nhân vật nào đó, hay là của đời sống các bạn đi, đúng không? Khi bạn thờ phượng Chúa thì bạn công bố cái lời cái bài hát này, ý của bài hát này là công bố sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Cho nên khi các bạn hát bài này, các bạn hát sự công bố, sự dứt khoát, sự mạch lạc, sự rõ ràng, không ngân nga, không ỉ à, không hát theo kiểu là nhái đi nhái lại. Và đặc biệt là các bạn ấy không hát cái bài hát này với cái kiểu đó là mồi cho người khác hát, mà bài này nó dập từng câu một cách dứt khoát. Thì cho nên là khi mà các bạn hát bài này hay tập bài này, các bạn cũng đánh đàn một cách dứt khoát mạch lạc và hát một cách dứt khoát mạch lạc, và khi các bạn dẫn hội chúng hát cũng hát một cách cực kỳ dứt khoát và mạch lạc cho mình. Đấy, thì đấy cái yêu cầu thì nó mới ra được cái tính chất của bài hát này. Vấn đề thứ hai đó là khi mình thấy bên ban nhạc Beatles đấy, họ hát bài này đấy thì họ có hai người hát phụ và một người hát chính, thì thực ra là hai người đó hát nhỏ hơn thôi. Đấy, và thỉnh thoảng có một số câu bè cho cái người hát chính, còn người hát chính thì họ cứ tự do và họ hát theo đúng cái tính chất giọng của họ và đã tạo nên cái sự dứt khoát rất là mạch lạc. Chúng ta không cần phải phối gì nhiều cho cái bài hát này, nhiều người hay là phải bè như nào rất là khó. Mình chỉ thấy là có hai người hát phụ, một người hát chính thì bài hát đã rất là hay rồi. Thế còn họ sẽ phối và sẽ bè bằng string này, piano này và một cây guitar nít. Nếu các bạn không có guitar nít thì các bạn có thể đánh một cây acoustic, đánh hợp âm ở trên này, ở trên cao này. Thế các bạn phối cho cái bài hát này đấy, thì nó cũng sẽ không có gì là khó cả. Thế các bạn chỉ cần bắt nó hợp trên cao. Quan trọng là mình nói các bạn hiểu như vậy. Thế còn cách hát của bài này thì mình đã nói rồi, cứ mạch lạc dứt khoát mà các bạn hát thôi. Thì bài này rất là dễ. Mình sẽ dạy các bạn đầu tiên từ phần intro nhé. Intro nó sẽ là son trưởng. Đấy, nó như vậy. Cái tay phải của mình sẽ như thế này, dứt khoát này. Đấy, nó như vậy. Đánh 4 lần như vậy thì bắt đầu ca sĩ hát. Thì như vậy thì nó sẽ rất là đơn giản, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy là chỉ cần một phát này thì nó sẽ chính là gần như chỉ đánh 4 dây trên thôi, không đánh 2 dây dưới. 2 dây dưới thì gần như chỉ là va chạm vào thôi, hai cái dây cuối cùng này gần như là các bạn va chạm vào thôi, các bạn không có đánh 2 dây cuối cùng này, chủ yếu đánh 4 dây trên. Đấy, có va vào rất nhỏ thôi.
Ok các bạn nhé. Bài này các bạn sẽ đánh bằng móng vẩy sẽ hay hơn. Nhưng mà không có móng thì các bạn sẽ đánh như vậy. Và các bạn có thể quạt như vậy đến hết bài hát. All my life you have been faithful. Nếu các bạn đang học cái bài guitar cơ bản của mình ấy, bạn sẽ thấy mình dạy các bạn cái điều này. Đúng không ạ? Đây là bài tập. Thì các bạn đánh cái bài này rất là dễ, không cần móng rất là dễ. Nếu các bạn tập được cái bài là lên xuống. Các bạn là xuống này, lên này, xuống này, lên này, xuống này, lên này. Các bạn đã tập cái bài này ở cái phần video hướng dẫn cơ bản của mình ấy. Nên đánh ba lát. Đánh ba lát từ cơ bản lên nâng cao thì các bạn sẽ rất là dễ tập thôi. Thế còn mà bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh bằng móng thì nó mới đúng cái chất nhạc acoustic nhá. Thì khi cái người nghệ sĩ chơi đàn ấy của họ đánh để làm intro, họ đánh là son và son sus 4. Và son sus 4 họ bỏ cái ngón này ra. Đấy, họ bỏ ra, họ phải bạn nhìn tay mình nha. Khi họ đánh son này, đây là dễ nhất, các bạn hiểu nhỉ? Đây là anh son này, sus 4 này, son lại son, đây là dễ nhất. Đấy, còn nhưng mà cái bàn tay của người đấy, cái người đánh đàn của nhóm Beatles đấy thì mình để ý ông ấy đánh rất là khéo tay, cái đôi tay ông rất là khéo, có lẽ ông đã tập nhiều lần rồi nên bàn tay nó rất là tự nhiên. Ông đầu tiên này, son này ông vẫn mở ra, son này ông vẫn đây là son, rất nhanh, ông đánh vào rất nhanh, chụp vào rất nhanh, đấy đánh nó rất là mềm như vậy. Đấy, lúc mở ra lúc đóng vào rất là hài hòa. À, mình làm lại cho các bạn nhé. Này, chạm dần vào nhé, chạm dần vào đây. Đấy, các bạn cảm giác khó nhưng mà chỉ tập một lúc đó bạn làm được. Các bạn nhớ là chủ yếu đánh 4 dây trên, dây 5, 6 là chỉ hơi va vào thôi nhé. Dây 2 dây cuối chỉ hơi va vào thôi. I love you, Lord. Các bạn hát là I love you nhé. I love you, I love you, view cũng được, hoặc là I love you, I love you, yeah. À, nhưng mà âm gió nhé, phờ hoặc là phờ thì cũng phải âm gió, I love you, thực ra là âm mũi, đúng là như vậy, I love you, for the mercy never fail me, to fail me, nó cũng sẽ là âm mũi, vẫn chữ F này, fail chữ F, là âm mũi. Feel me, nên là ca sĩ họ hát cực kỳ hay ở cái chỗ này, nghe cực kỳ động chạm luôn. I love you, I never feel me. Đấy các bạn, mình nói để các bạn hiểu cách hát của nó. Khi mà các bạn hát, các bạn có một cái sự nhập tâm một chút. I love you, đấy, feel, I love you. For the mercy never fail me. Ok, dễ như vậy nhá. Các bạn nhớ này, cái đoạn đầu này các bạn không được chạy đô sút nhá. Chạy đô thường như mình. Vì ở đây mình đang chủ yếu tập trung 4 dây bát. Và chạy đô thường các bạn nhớ không được chạy nốt mì. Không được chạy mì buông mà chạy đô này. Các bạn nhớ chưa? Nhớ là capung ăn 1 nhá, mình quên chưa nhận các bạn từ đầu. Capung ăn 1. Đấy, đây là son tăng trưởng. Nghe nó mấy chất. Đấy, các bạn nhớ nhá, đây đô nhá, đô đủ nhá, đánh đô đủ thì nó mới ra, tại vì là bát son. I love you for the mercy never fail me. All my day. Các bạn nhớ này, ô nhá, từ ô này các bạn nhớ ngón tay cái này. Never fail me all my day. Các bạn nhớ chưa? Never fail me. Về đây rồi xong rồi gạt một cái nữa, tức là nó phách số 2 các bạn mới hát, tức là nghỉ một nốt, tức là nghỉ một phách cho bốn, có bốn phách trong một ô nhịp thì các bạn nghỉ một phách đầu tiên.
All my days. Đây này, đây. Đấy, các bạn bấm mi thứ này. Đấy, days. I've been hell. I've been nhá. I've been, I've been hell. Hell luôn, các bạn hát nào, từ hell luôn. Từ hell đờ đấy, nhưng mà tập bỏ từ đờ bỏ. Hát là hell, hell. I've been hell. In your hand, in your hand. Các bạn nhớ này, lúc này các bạn không đánh cái bass pha nữa. Cả kể các bạn có bấm bass pha, các bạn không đánh nữa. Các bạn chỉ đánh từ dây này trở xuống thôi. I've been hell, I've been hell. In your hand. Nhớ đánh từ dây na thôi, đánh từ cái dây này, đừng đánh từ dây mì. Đấy, đừng đánh từ dây trên cùng. Đấy, đừng đánh từ dây số 6 mà đánh từ dây số 5 thôi. Nhớ các bạn nhớ. Đấy thì nó mới ra là cái hợp âm dê trưởng. In your hand, chứ đừng đánh ở đây nữa. Các bạn chú ý cái người ta đặt hợp âm rất là quan trọng. Các bạn chú ý. In your hand. From the moment when, from the moment that I waken. Waken này, phải có bát mì này. Waken, đấy. Nó hơi khó một chút đấy thôi. Thực ra thì nếu các bạn nào quạt quen cái vòng son trưởng rồi thì bạn rất dễ quạt thôi. Nhưng mà vấn đề là nhớ là hai dây này không quạt, các bạn nhớ đó. Quạt quen vòng son trưởng nhưng mà nhớ là hai dây này không quạt đâu. From the moment that I wake up. À, mình sẽ lại từ đầu cho đến chữ wake up nhé. I love you from the moment she never feel me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head. Will I win soon? Ok, bạn nhớ này. Until I lay my head son. Còn hết son này. I win soon. Các bạn nhớ chưa? Còn đây nó có cái hợp âm là son này. Là until I lay my head. Về dê. Dê này mới về mi để khóa hợp âm. Các bạn đừng bỏ qua. Nhiều khi mọi người đánh đàn ấy, mọi người bỏ qua cái khóa hợp âm. Khóa hợp âm để chốt một vòng cấu trúc của hòa thanh, nhưng các bạn lại bỏ qua ngay cực kỳ thô luôn. Muốn bài hát là mềm mại, muốn nó đủ cái hòa thanh, các bạn phải đánh cho nó chốt được hợp âm của nó. Thì khi bạn hát nó mới dễ hát, người hát họ không bị văng tông, nha, không bị sai nốt. All my day, I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head. I will show of the goodness of God. Đấy, các bạn đánh đúng thì các bạn hát rất dễ. Oh, I will show of the goodness of God. Vào điệp khúc đô. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every rest that I am able. Các bạn nghe cảm giác rất dễ, nhưng mà cực kỳ là phải chú ý ở đây. Muốn đánh hay các bạn phải chú ý nè. All my life you have been faithful. Đấy, các bạn nghe này. Câu đầu tiên các bạn nhớ này. All my life you have been faithful. Có cái hai dây dưới nó vang lên. Có cái hai dây dưới nhưng mà sau đó lại không có nữa. Faithful. Bạn chưa? Khi mà từ cái ngoài kia để vào được khúc này, mình quạt đô đúng không? Nhưng mà mình chỉ quạt đến dây si thôi. Cái dây mi này không quạt. Dây mi là không quạt, cái dây cuối cùng là dây số 1 này không quạt. Dây bên dưới cùng là không quạt, các bạn nhớ này. Để nó hay, để nó tốt thì các bạn cố gắng đánh đúng cho mình. Bài này cực kỳ dễ về cách quạt với cách ấy, nhưng mà phải quạt đúng từng dây một như vậy thì nó mới ra cái chất của bài hát này. Người ta đã cố tình làm như vậy để cho bài nào có một chất riêng, chứ còn các bạn quạt đúng như thế này. All my life you have been faithful. Nó quạt đúng hết này thì nó sẽ không có cái gì cho cái sự đặc biệt cho cái bài này. Bởi vì bài này không hề có một nốt nhạc đặc biệt nào.
ngay cả cái cách hát của bài này luôn. Cách hát của bài này không có một cách nào đặc biệt cả, mà họ sáng tác hoàn toàn bằng một bằng những nốt nhạc cực kỳ tự nhiên, nhưng chỉ quan trọng là họ lên xuống đúng kiểu, cho nên bài này cực kỳ hay. Đây là một cái bản nhạc cực kỳ tuyệt vời và sáng tác dễ nhưng mà rất rất khó. Họ sáng tác từ cái bình thường, cái căn bản, nhưng mà lại tạo nên một cái rất là hay, rất là khó. Đó là thể hiện cái sự giỏi trong âm nhạc, tức là dùng cái đơn thuần thôi mà hay. Chứ còn người ta đấy sử dụng cái phức tạp mà hay thì nó là điều bình thường, nhưng đây họ dùng cái đơn thuần mà cũng hay, thì nó là điều tuyệt vời. Bài này mình rất thích bài này luôn. Nó tinh tế, bài này gọi là sự tinh tế, sự chọn lọc chắc lọc, rất tinh tế luôn. Nè, nhớ là 5 giây cơ. All my life you have been faithful. Fade to fade. Các bạn còn 6 giây nhưng mà cũng nhẹ thôi. Hai cái giây cuối cùng là nhẹ thôi. Faithful. Đấy chưa các bạn nhé, cũng chỉ 5 giây thôi nhé. All my life you have been so, so good. Nhớ so, so good. Đổi nhỉ, đổi thì cứ là so, so good này các bạn ạ. So là son này, vẫn đánh cả tất cả dây dưới này. Good vẫn đánh tất cả dây dưới. Đấy, nó mới ra cái bài này. Lúc quạt trên, lúc quạt dưới, nó mới ra một bài hát. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Để nó không vào cái dây này tuyệt đối không được vang lên cái chỗ chữ good này nhá. Dây trên cùng này, tuyệt đối không được vang lên. Good. Đấy đô. Về đô vẫn là 5 giây. With every breath that I am able. Sau chữ hút này các bạn về đô. Về đô vẫn là quạt 5 giây này. With every breath that I am able. Able này vẫn quạt 5 giây nhé. Các bạn nhớ này, từ able này không giống như từ faithful hay từ show, mà các bạn quạt là 6 giây, từ able này đọc chỉ quạt 5 giây thôi. Các bạn nhớ này, nhớ là chỉ quạt 5 giây thôi. Sau đó là các bạn về dê bát pha thì các bạn càng không quạt hai dây dưới nữa, chỉ quạt dây trên thôi. Đấy, đấy này, cho nên là họ chỉ dùng lại đô son dê, nhưng tại sao chúng ta nghe cảm giác các hợp âm nó không giống nhau, bởi vì họ quạt các dây nó không giống nhau. Đấy nha. With every breath that I am able, for I will sing of the goodness of God. Rồi cái goodness of God thì các bạn đánh gần như toàn giải, tức là toàn hết. Đấy, sau quay lại từ đầu. Đấy, ok nhá, quay lại từ đầu nào. Quay lại từ đầu thì nó đổi lời thôi. Nói chung là hát thì nó sẽ giống. Nói chung là các bạn cảm thấy khó thì các bạn cứ làm lại như ban đầu là được. I love your voice. You held me to the fire. In darkness night. You are cold and I love other. I love you as father. I love you as a friend. I have believed it's the goodness of God. Đúng ra thì vào cái đoạn này thì trống họ đánh rất là dồn dập, thì các bạn hát nó sẽ có hứng khởi rất là nhiều, và các bạn cảm giác là cái đoạn này nó khác các đoạn trước rất là nhiều. Nó đúng là như vậy. Bởi vì là đánh cái này nó sẽ không ấy đâu. Còn nếu các bạn đánh ấy, thì mình sẽ dạy các bạn này. I love your voice. You have led me to your fire. In darkness, đập cái này vào đây không? Darkness night. You are close, my love, other. You goes, I love you as a father. I love you as a friend. I have this. It's the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so.
sad I am able. Oh, I win through of the goodness of God. So good is starting out, it's starting out to me. Starting out to me with my line and all I spend a lot, I give you everything. So good that it's starting out to, it's starting out to me. Ok, thì mình sẽ dạy các bạn đập trống rồi mình sẽ kết thúc bài này ở đây. Nó sẽ đơn giản này thôi, là khi các bạn vào đầu phách nhạc thì bạn đánh All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Đấy, các bạn hiểu nhịp bao nhiêu các bạn sẽ làm không? Đập mà. All my life you have been faithful. Các bạn hiểu nhé. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Không có móng nữa, cái con tay các bạn phải tập để chuyển chuyển. In every best that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness, of the goodness of God. Ok, nếu các bạn nào mà quen đập thùng thì các bạn sẽ hiểu và bắt chước được ngay. Còn nếu các bạn không quen đập thùng ấy, thì các bạn sẽ tập cho mình cái điệu như này. Đó là bục này, lên này, chát này, lên này, bục, lên, chát, bục, lên, chát, lên, bục, lên, chát, lên, bục, lên, chát, lên, bục này, lên này, chát, lên, lên, chát, lên, bục. Lên chắt, lên bục, lên chắt, lên bục, lên chắt, lên chắt, lên bục, lên chắt, lên bục, lên chắt. Đấy, như vậy, nó là. Nó là nhỉ. All my life you have been faithful. Đánh, mày có cái này không? Nó rất vuốt rất nhẹ, mình vuốt rất nhẹ. Nó mới tạo ra cái sự mềm mại cho bài hát. All my life you have been faithful. Vuốt thế mất hay đúng không ạ? All my life you have been faithful. Ok nhá. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Đây là cơ bản. Bạn nhìn này. Oh, I will sing the goodness of God. Bụng lên chát, nên bụng lên chát thôi. Oh, I will sing of the goodness. Oh, I will sing. Yeah. With every breath that I am able. Oh, I will. Bây giờ mình sẽ mô phỏng các bạn nha. Nào, và mình sẽ hát từ câu with every breath. With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Ok nhỉ. Thế thôi. With every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Nó cũng không có gì là khó đâu. Các bạn cứ đọc vào đây là được. So good and it's starting out, it's starting out to me. Yeah. So good and it's starting out, shining out to me. Ở đây này, các bạn có thể đánh Oh, I will sing
of the goodness of God. Struggle that is setting up to, is setting up to me. Struggle that is setting up to, is setting. Là như thế thôi, nhưng mà các bạn làm sao nó phối hợp đúng cái lời bài hát là được. I saw moon and it's shining up to me. I saw moon and it's shining up to, it's shining up to me. Boom 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 with my light day now I send. Với nào, tôi hát lên, lên chát thôi. Nó không có gì là khó cả. Các bạn như thế rồi. Do cái hát của bạn thôi. With my light day now, with my light day now, I send her out, I give him everything. Struggle that is sunning out, sunning out to me. Struggle that is sunning out, is sunning out to me. Đánh giày hơn. So good that it's setting up, it's setting up to me. My life laid out, I send it out, I give you everything. So good that it's setting up, it's setting up to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Everywhere that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Đấy thì mình mô phỏng vậy thì nghĩ là các bạn nào mà chịu khó tập bài này trong 2 tiếng thôi thì các bạn sẽ cảm thấy còn khác đi rất là nhiều nếu mà tập theo đúng cái cách hoàn chỉnh, và tập trong 2 ngày thì bạn sẽ đánh bài này còn hay hơn mình. Đấy. Thì mình sẽ nói với cả này, cái đoạn dồn dập này, bạn cứ đập nhiều là được. Bạn cứ đập nhiều lên, cứ có đập nhiều là sao đập nhiều là được. Là tức là một ô nhịp có 4 phách, các bạn làm sao đập đủ 4 phách thì làm tốt. Đấy. Như vậy. So good that 1 2 3 4 so good that is sunning up to, sunning up to me. So good that is sunning up to, is sunning up to me. Đấy, các bạn tập riêng như vậy, tập riêng cái đập đập này ra như vậy. So good that is sunning up to, sunning up to me. Còn cái này bạn ngoáy nào, ngoáy luôn. I sang you now, I give you everything. Bài này các bạn có thể hát thành disco được. Không sao ạ. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am playing. Oh, I will sing of the goodness of God. Lại không hay, đúng không? Thế không hay, nó phải chơi đúng cái kiểu bùm bùm bụp của nó mới hay. Đấy. Đấy, như thế thì cũng không hay, đúng không? Quạt như thế cũng không hay. Your goodness is sunning up to me. Đấy, nó phải đánh cái bài hiệu chuẩn như vậy. Lúc quạt vào dây dưới, nó không quạt dây dưới, chủ yếu là dây bát này. Your goodness is sunning up to, it's sunning up to me. Mình rất thích bài này đó, cái cách quạt của nó. With my light now, I surrender now, I give you everything. You're good that it's sunning up, it's sunning up to me. You're good that it's sunning up, it's sunning up to me.
is setting up to be. Get my light it out, I stand alone. I give you everything. So good, and it's setting up to, it's setting up to me. Oh, my light it out, I stand. Oh, my life, you have been faithful. Oh, my life, you have been so, so good. Happy rest that I am able. Oh, I've been seeing of the goodness above. Oh, I've been seeing of the goodness of God. Ok, thì mình sẽ thử cover bài này từ đầu đến cuối nhé.